Xin chào tất cả mọi người, được gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của mình nha. Thì ở đây là cái khu đất mà mình huyền thoại của mình, mà đây là cái ngã ba nè. Đó. Đây là mình thường hay quay những cái cánh đồng lúa nè. Đây xung quanh đây là toàn là đồng lúa nha, lúc trước nha. Mình đã quay những cái đồng lúa xanh, những cánh đồng lúa chín rồi ha, những máy kéo cuốn rơm, máy cắt lúa rồi ha, đều người ta cắt đây là những cánh đồng lúa hết mọi người. Nhưng mà nó đã trở thành là cánh đồng nước nổi nha, tại vì ở vùng Long An của mình á, nói chung là miền Tây Long An thì có nước nổi, các bạn cũng nghe thấy nước nổi rồi nhỉ, thì có mùa nắng và mùa mưa thì có nước nổi đó. Mùa khô và mùa nước nổi, đây là tháng nước nổi, nay là tháng tháng 10 thì nước, tháng 10 tháng 9 tháng 10 là nước nổi đó. Xung quanh các bạn thấy đây là toàn là nước hết không? Không có còn cây lúa nào hết trơn nha. Đây là nước nước hết nè, đây là những cái bờ đê nè ha, đây là những con đê thường ngày nó chạy được nhưng mà nay nó ngập luôn rồi nè ha. Đó, ở đằng kia nó đổ ngập 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 ngập, còn bên kia là con đê nó hơi cao chút xíu đó, cao hơn thì nó không ngập đâu, nếu mà ngập con đê cao đó thì là nước cũng lớn rồi đó. Nói chung là những con đê nhỏ nhỏ này thì có thể ngập được nè, đây dưới chân mây ngập được, nhưng mà ngập con đê nó bự bự đó thì có thể nước cũng la lớn á. Còn từ đây cách đến đó cũng khoảng, theo mình nghĩ chắc cũng khoảng mét mấy, gần 2 mét á, mét cỡ mét rưỡi rất được, từ mực nước đó lên con đê trong mét rưỡi, nếu mà ngập luôn con đê nữa thì chắc nước cũng khá lớn á đó. Thì hôm nay mình sẽ đi quay cảnh nước nổi của quê hương mình nha, đó, xung quanh nước nổi nè, ở đằng này chút xíu nè, rồi mình sẽ đổi cho mọi người thấy những cái cảnh mà các bạn thấy không đó, bạn thấy nó trước mặt mình nó vậy không đó, là cái giớn đó mọi người. À, đó đây 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 là cái giớn đó, cái giớn mà thường để người ta đặt cá đó. À, ở trước á, là người ta đặt xác vô trong lề đó, ra ngoài sau có cái đú nè đó. Nói chung là ở đây người ta đặt cũng nhiều, nước này nó thấp thấp đặt nhiều ha, khoảng cỡ chừng 50 m 100 m một cái gì á, khoảng 50 m 100 m một cái, lúc đằng kia có một cái nữa ha, có khoảng cách 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 vậy một cái, nên người ta đặt quá trời đặt, cá đâu mà có trời. Mình thấy đây cá rô với lại cá con nhiều nè. À, đây là lúa ha, những cây lúa này bạn ha, đây là những cây lúa đó, đó. Cái lúa mà đều thấy cá ăn móng hơn, cá nhỏ nhỏ không, không có lớn à, đi câu cá rô được. Xem chiếc máy cày kia nó chạy đi, không biết nó chạy đâu, chạy dữ vậy không biết nữa, để quay chiếc máy cày này chút xíu đi rồi nó chạy đâu à. À, xem chiếc máy cày nó chạy đâu à, mèo lên đó hả thấy chở dáng chắc làm nhà quá à, chiếc máy cày đó ở phía bên đó nó cao hơn bên đây nè mọi người. Rồi nó cao hơn bên đây rất nhiều, khoảng theo mình nghĩ chắc khoảng 1,5 m chắc được, 2 m thì chắc không tới 2 m đâu, chắc 1,5 m, cái rưỡi mới sáu vậy đó. Còn phía bên đây thì nó chưa ngập nha, đó, phía này chưa ngập nè đó, các bạn thấy không đó, xung quanh đó, nhưng mà nó gần ngập thôi. Nói chung mấy cái bờ đê này, đường cái dạng như đường ruộng này ngập thì cũng không có gì đó, còn cái đường đằng này ngập nè, đường đằng này có chỗ ngập nè đó, thấy không, ngập rồi đó, ngập rồi, điều đây học ngập chưa dứt, cái đường này chưa ngập dứt nha. Đấy. Thì coi 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 kiếm cá ăn móng nữa ha, lúc này cá nhỏ nhỏ không, không có nhiều, mà thấy cá ăn móng không, cá nhỏ nhỏ không, không có cá lớn, cái này càng cá rô dạng như cá rô hột mít rồi, nó nhỏ nhỏ thôi đó. Đó, mình thấy không, cá xa 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 đằng kia toàn là giớn không ha, mình đi quay sơ sơ thôi. Cái khu này có bao giờ như nguyên cái ngã ba này thôi là cũng được, chắc cũng 4 5 cái giớn này sơ sơ ha, chưa đầy 100 m đâu. Này một cái nè, bên đây một cái nè, ở đằng kia một cái nè, bước qua bên đây là một cái nè, trời quá trời luôn. Để mình đếm thử mấy cái nha, 1 2 cái, ở đây là có 2 cái rồi, mình sẽ đi qua đây đó, từ phía bên đê bên đây nè, không hay đó, từ phía bên đó mình đi qua bên đây. Đây là đường này, đường này rất ngập rồi ha, đó, đúng là đường ngay ngập rồi, xe xe chạy cũng hơi khó, đúng rồi,
đường ngập xe chạy khó. Ở bên đó là có hai cái rồi ha. Rồi ở đây là có một cái nữa là ba cái nè, ở đằng kia có một cái nữa là bốn cái, nó hỏi khu khoảng này chừng 100 mét, 4-5 cái giớn à. Nó giớn nữa chừng bắt cá, cá này lúc này nó có nhiều, nó bắt đa phần cá rô, cá bẫy bạ, mình thấy cá nhỏ thôi chứ không có lớn rồi. Nè, cái đường này lúc trước mình đi được nè, nhưng mà nay nó ngập hết rồi nè, nước ngập hết rồi. À, thấy không, ngập bình địa coi như đi không được rồi đó. À, mấy cái đường này như là ngập hết rồi, người ta hết đi được rồi. Những cái đường này là mình thường hay quay dưa nè, hay là quay lúa, hay là quay gì rất là nhiều nè. Đằng kia là có ngôi chòi mà mình thấy được nhìn từ trên cao luôn nè. Trời, bữa nay có nhiều cò quá trời cò luôn, mà con lai cam của mình nó hết pin, mình đi mình rồi sáng nay mình không chịu sạc, hết pin làm quay không được những con cò đẹp đó. Thì hôm nay mình sơ sơ thôi, chia sẻ cho mọi người cảnh vùng nước nổi đó, đó. Xung quanh đều là nước nổi mà nhìn đâu cũng nước nổi thôi, đó. Chỗ nào cũng là nước nổi thôi, đó. Mình đi quanh vòng lại nha. Bên này cũng là nước, bên kia cũng là nước, nhưng mà nói chung là nước thấp thôi nha, chứ nước không có lớn nha. Ở đây là cái cây này ha, đây cái cây này có cái cây xanh này cực mát luôn, đứng đây mát vô cùng, mát mẻ luôn à, không được cây này nó mát nó đỡ gì đâu. À, tới đó xung quanh đều là nước ha, nó ngập bình địa hết trơn rồi. Rồi quay lại cái chòi này, tới cái chòi này nè. À, yeah.